Ok anh em, và bây giờ chúng ta cùng trở lại với hai cầu thủ đã vào bên trong vòng chung kết tranh nhất nhì cuối cùng mấy chủ S8 Dược Sơn Ký Sử, trang chủ game võ công truyền kỳ .net. Và đây là cao thủ ma nhẫn vô tình, một ngày mi. Khá nhiều anh em dự đoán rằng là ngày mi này sẽ chính thức lên ngôi quán quân. Và anh em cùng nhìn sơ qua sơ đồ của hai cầu thủ này như thế nào anh em ơi. Hiện tại đang sử dụng với mình một đôi giày Voma 53 30 khăn lôi và 3 cấp 9x phong xương tố ảnh. Một đôi giày thiệt sự là quá là đẹp. Để mà kết được đôi giày này thì hiện tại ngày mi đang mang cho mình một cái nón định quốc cực phẩm phòng thủ lý 30 và một cái kích băng sắt nội công 197 và chọn 40. Và đỡ kích cái kích này thì sẽ sử dụng cho mình một dây chuyền kháng cả 18 và một cái áo Voma phục hồi 46 phòng thủ 24. Nếu mà thêm một móc nữa lên 47 thì cái áo này tuyệt vời nè mà. Đã đặt móc 47. Và giờ sử dụng cho mình một cái bao tay làm chậm 40 và sinh lực nội lực và phòng thủ 25 khá là pin. Và nhờ vào cái nhẫn kháng lôi 30 đỡ kích và đôi giày. Một đai lưng kháng băng 25-40 khá chắc và một cái nhẫn 25-40 hiệu ứng kháng băng thì khá tốt và lượng thời gian đọc lên đến 80. Một ngày mỗi làm chậm 40. Và chúng ta cùng xem nhẹ sơ đồ của Thiếu Lâm vô danh tiểu tử. Đây cũng là một Thiếu Lâm khá là chắc của cùng mấy chủ này. Sử dụng mình một cái đao tốc 30 sát thương 47 và 94%. Một đao bóng dòng khá đẹp. Một set đăng băng hồng mỹ 18-7-28 kháng hỏa và 26 kháng băng và một ngọc bội kháng tất cả 4 và kháng độc 29. Sử dụng mình một bao tay xanh 25-40 sinh lực nỗ lực và sinh khí 16 không khác gì một bao tay tím rồi này mà. Một đai lưng 25-40 cũng khá đẹp. Một cái nón phòng thủ lý và làm chậm 40. Một cái áo phòng thủ lý 24 và làm chậm 40 phục hồi 40. Một đôi giày chón kháng hỏa 23 và con ngựa kháng cả 3. Trận đấu chúng ta chính thức bắt đầu. Trong đấu này chúng ta cùng đợi xem liệu hai cầu thủ này ai sẽ là người lên ngôi quán quân. Hiện tại chúng ta đã thấy rằng thì Thiếu Lâm trong pha giao tranh đầu tiên thì Thiếu Lâm đang bị dính đam khá là đau. Hiện tại Nghe Mi đang bơ ca một khá là khéo, hit and run khá là hay. Trong trận đấu này nếu như Nghe Mi bơ ca khéo thì khả năng trong trận đấu này thì Nghe Mi có tỷ lệ quyền khá là cao. Tại những luồng đam phong sương với hiệu ứng từ đôi giày có cho mình 3 cấp skin 9x kèm với càng khôn song tuyệt bỏ trên đầu nữa thì hiện tại Nghe Mi đang có cho mình 5 skin phong sương này mà. Một cái 9x khá là cao với lần 25 phong sương tố ảnh. Đây là những pha đam khá chất lượng đến từ chế của Nghe Mi. Thiếu Lâm đang đam khá đâu. Đá một ăn luôn hả? Nghe Mi win hoàn toàn, Nghe Mi win hả? Hello này mới vô nha, hello mọi người. Trận đấu đã trôi qua 1 phút 20 giây. Hiện tại chúng ta đã thấy rằng thì Thiếu Lâm đang ăn đam khá là đau anh em à. Cực kỳ đau đến từ vị trí những đòn phong xương này. Thiếu Lâm đang chỉ còn một chút máu pha như rồi thì Thiếu Lâm chỉ còn khoảng tầm 10% máu. Trận đấu rất chi là khó chịu dành cho Thiếu Lâm. Hiện tại chúng ta đã trôi qua hơn gần 3 phút trôi qua thôi mà các bạn nhìn Thiếu Lâm đang rất là khó chịu này mà. Thiếu Lâm đang rất là khó chịu. Để mà nói mà thắng trong trận đấu này thì rất khó dành cho Thiếu Lâm. Liệu những luồng đam của Nghe Mi sẽ làm gì? Và Thiếu Lâm thì đang có cho mình cái dòng phản đam khá chất lượng. Liệu Thiếu Lâm này có thể ăn đam hay không? Đây là một cái câu hỏi đố của chúng ta. Hello này mới vô nha. Tại chỉ còn 3 phút trôi qua.
tại luồng đam của Thiếu Lâm, nói có thể nói rằng những luồng đam của Thiếu Lâm đánh vào hướng Nga Mi thì không đâu cho lắm anh em à. Trận đấu này thực sự anh em quá khó dành cho Thiếu Lâm. Thực sự là quá khó dành cho Thiếu Lâm. Chỉ mới gần có vẻ như hơn 3 phút trôi qua thôi mà Thiếu Lâm có vẻ như đã có vẻ như đang tiết kiệm những bình máu rồi anh em à. Không dám uống máu nhiều. Có nhiều pha chúng ta thở thấy rằng Thiếu Lâm chỉ có một xíu thật có thể là độc tử rồi. Chỉ một chút nữa thôi có thể độc tử rồi. Gần 4 phút trôi qua. Đã hơn 4 phút trôi qua và có vẻ như là Thiếu Lâm đang tốn máu khá là nhiều. Và bây giờ thì sau những hồi đam phân sương tấu ảnh khá chất lượng đến từ vị trí của Nga Mi thì bây giờ như Khả thấy ra là Nga Mi đã chính thức leo ngựa. Và có vẻ đây là những giây phút cuối cùng cầu đam dành cho Nga Mi. Anh ta đánh khá là dễ ở trong những giây phút đó. Và bây giờ đây là những giây phút cuối cùng cầu đam. Như những em có thể xem những trận đấu trước thì Nga Mi thường thường họ sẽ cầu đam ở những giây phút đó. Và khoảng tầm 3 phút cuối thì bắt đầu giao tranh. Còn ở trong trận đấu này thì Nga Mi đã xuống bắt đam từ đầu. Và chỉ cần một sơ hở nào đó thì sẽ đánh về hướng của Thiếu Lâm. Và tiếp tục sẽ leo ngựa. Đây là một cái thơ đánh khá là hay dành cho Nga Mi. Một Nga Mi gọi là chân cơ này mà. Nga Mi này gọi là chân cơ hoàn toàn. Chân cơ hoàn toàn. Và chúng ta cùng chờ đợi hơn một phút nữa thôi. Trận đấu này sẽ chính thức khép lại. Trận đấu đầu tiên sẽ thuộc về cho ai? Hơn một phút trôi qua, một phút cuối cùng này mà. Hello em mới vô nha, kính chúc em buổi tối xem lao dễ anh em ơi. Trận đấu rất chi là khó dành cho anh Thiếu Lâm trong trận đấu này. Đến chỗ này Nga Mi sợ thua đam Thiếu Lâm mà. Khải không nghĩ như vậy nè mà, Khải nghĩ là Nga Mi sẽ win đam đó nè. Cái đây là một cái suy đoán giữa hai cao thủ này thực sự là rất khó nè mà. Nhưng mà Khải nghĩ vẫn nguyên Nga Mi. Và đúng chính xác như vậy, chúng ta xin chúc mừng Ma Nhẫn Vô Tình Nga Mi đã win cho mình 1-0. Đã win cho mình 1-0. Và chúng ta sẽ tiếp tục đến trận đấu thứ hai, sẽ được trở lại sau vài phút nữa. Anh em cùng chờ đợi sau vài phút nữa nha anh em ơi. Trận đấu chung kết khá là khốc liệt giữa hai cầu thủ này. Đây anh em có thể xem sơ qua cái vừa rồi thì lượng đam của Nga Mi với hiệu ứng 25 điểm phong xương thì thực sự là Nga Mi này thì quá chất lượng này mà, lượng đam khá là cao. Ây. Đam khá là cao. Và bên Thiếu Lâm thì dính đến 210k và bên Nga Mi chỉ bị dính khoảng 110k thôi nè. Và lượng đam của dành cho anh Nga Mi khá là cao. Và chúng ta sẽ tiếp tục đến đấu thứ hai. Anh em cùng chờ đợi trong giây lát thì bây giờ đây sẽ là đấu thứ hai. Trong đấu này thì không biết sẽ như thế nào. Không biết là Thiếu Lâm đã tỉ tỉ về hướng đam hay chưa. Thì chúng ta cùng chờ đợi xem trong đấu này thì liệu sẽ như thế nào nè mày. Trong đấu đầu tiên thì lượng đam có vẻ như là khá tương đối dành cho Nga Mi. Một lượng đam hơn đến 100 hơn đến 80k, có thể là gần 90k đam. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến đấu thứ hai nha anh em ơi. Và không gì hơn xin kính chúc anh em xem video vui vẻ và đừng quên video này Khải sẽ rút ngắn lại trên kênh, Khải sẽ up lại trên kênh cho anh em có thể theo dõi, cũng như là các cao thủ tham gia giải đấu chung kết ngày hôm nay có thể theo dõi lại trên kênh YouTube của Khải nha anh em ơi. Và kính chúc hai anh em tham gia giải đấu ngày hôm nay một giải đấu khá là thành công. Và bây giờ trận đấu chúng ta đã chính thức bắt đầu. Một pha 20 giây nữa bắt đầu trận đấu nhưng mà Thiếu Lâm đã vào khá kịp thôi. Trong trận đấu đầu tiên này Thiếu Lâm vẫn chưa búp được cái dòng chống phái cho mình. Và một pha độc tử khá là nhanh đến từ vị trí của vô danh tiểu tử. Bị Vinh game và sau đó đã vào lại khá là kịp thời nhưng mà không kịp chỉnh đầu tu này mà. Có vẻ là một không kịp chỉnh đầu tu. Rất đáng tiếc và xin chúc mừng Ma Nhẫn Vô Tình đã có mình 2-0.
và chúng ta sẽ tiếp tục đến round thứ 3. Nếu như trong round thứ 3 này mà nhẫn vô tình tiếp tục win thì anh ta sẽ có cho mình một cái hat-trick 3-0 khá tuyệt vời và sẽ là người chính thức lên ngôi quán quân luôn nha em ơi. Và giờ chúng ta cùng trở lại tiếp tục đến round thứ 3. Sau 7 phút nữa, trận đấu là khá là nhỏ dành cho vô danh tiểu tử. Đánh thì thua rồi, nói là round thứ 2 thì vậy, out game vừa vào thì chưa kịp trận đấu tù 10 giây bắt đầu luôn em ơi. Khá là nhỏ. Và bây giờ chúng ta sẽ trở lại tiếp tục với round thứ 3 giữa vô danh tiểu tử, đó là Thiên Long Đao, và tiếp tục đó là Ma Nhẫn Vô Tình. Anh em cùng xem sơ qua sơ đồ của hai cầu thủ một lần nữa. Trong trận đấu này nếu như Ma Nhẫn Vô Tình là ngày mai tiếp tục win thì anh ta sẽ có một cú hat-trick 3-0 và sẽ trở thành ngôi vị quán quân của giải đấu và là mình chủ của cụm mấy chủ Dược Sơn Ký Sử này nha anh em ơi. Trang chủ game đó là vocongchuyenky.net mọi người. Hiện tại Thiếu Lâm này thì đang mang cho mình một set đăng bàn hoàn mỹ khá đẹp mắt. Và một cái đao tốc 30 thương 47. Khải có cái mi cầm vào vũ khí vào nơi 1 rồi. Khải không có cái mi anh em ơi, tìm chưa có cái mi này mà. Và một cái nón thủ lý làm chậm. Một áo thủ lý làm chậm. Một đai lưng chống kháng hỏa xanh khá đẹp. Một bao tay chống kháng hỏa xanh khá đẹp luôn. Một đôi giày cũng khá chất lượng. Và sở hữu với mình một con ngựa bông tiêu tối phiên kháng cả 3. Và đây là sở đồ của anh em ơi, đã có cho mình 2-0 ở trong hai đấu đầu tiên khá là trọn vẹn. Sở hữu với mình một đôi giày tốc 53, kháng loa 30 và phong xương tự ảnh 3 cấp 9x. Và một cái nón định quốc cực phẩm đỡ thở kích đôi giày, một cái cây bằng sắt nội công 197 chống 40 và một cái áo kim đỡ thở kích được cây vũ khí phòng thủ và phục hồi áo vô ma, một dây chuyền kháng cả 18, một tay thủ lý làm chậm 40, một đai lưng không băng và thời gian độc sinh lực lực, một nhẫn không băng thời gian độc và một cái ngọc bội làm chậm 40. Và trận đấu chúng ta chính thức bắt đầu. Trận đấu này thì Ngemi đã chính thức xuống ngựa một cách khá là từ số rồi nè mà. Những đòn phong xương của Ngemi Ma Nhẫn Vô Tình khá là đông. Như anh em cũng đã biết thì Ma Nhẫn Vô Tình đang có cho mình càng khôn 2 cấp trên người. Thì đây là một cái kỹ năng cũng có 2 cấp ở cùng mấy chủ. Kèm với đôi giày 3 cấp thì hiện tại phong xương thủ ảnh đã lên 25 đẳng cấp rồi nè mà. Với một cái đẳng cấp 25 thì thiệt sự anh em là với cái set đăng băng của Thiếu Lâm và không có món khăn băng nào. Hiện tại Thiếu Lâm đang ăn đàm khá là đau. Tìm không ra nàng Lê ơi, mắc vài trăm nghìn nó làm gì nè. Nó bán ngạc toàn cứ mấy chục chai không sao mua được anh em. Hiện tại em ơi trưởng cùng mấy chỗ Khải đang chơi thì tìm chưa ra anh em ơi. Mà nếu mà tìm ra thì cấp mới 95, 97 thì đánh đấm gì nè. 95, 96 thiệt sự là một ạc nó quá chi là bình thường nè mà. Nên là Khải không mua đó nè. Hello, xin chào tất cả anh em nha. Cái chúc này buổi tối xem lao dễ nè em ơi. Và trận đấu này sẽ là một trận đấu rất khó dành cho Thiếu Lâm. Để mà nói cơ hội của Thiếu Lâm trong trận đấu này thì thiệt sự là rất khó này mà. Hello anh em mới vô nha, kính chúc anh em một tối trong live vậy anh em ơi. Và chúng ta đã cho qua hơn 2 phút, liệu những tình huống như thế này sẽ làm gì? Nghe mì như thế nào và Thiếu Lâm như thế nào? Có vẻ Thiếu Lâm trong trận đấu này thiệt sự là anh em là quá khó này mà. Để mà nói trong trận đấu này Thiếu Lâm để mà win thực sự là quá khó. Quá khó để win trong trận đấu này. Đã đã cho qua 2 phút. Trời ơi. Vậy rồi Khải bị đít cái bên kia nè, đậu xanh. Hiện tại đã còn 3 phút cuối cùng. Trong thời gian này thì chúng ta đã thấy là Ngemi đang mở cam một cách khá khéo này mà. Một cách di chuyển khá hợp lý. Những đồng phong xương thiệt sự anh em là Thiếu Lâm đang phải sự phải gọi là rất khó mà đỡ thở chịu những đồng đao như thế này. Rất khó dành cho Ngemi.
Sau đó thì anh em rất khó dành cho Thiếu Lâm. Hello anh em mới vô nha, kính chúc anh em một tối xong lao dễ anh em ơi. Đây là một pha tăng 5 năm đến từ chiếc ngày 10. Có vẻ ngày 10 đang muốn chủ đam thử như thế nào. Đã 4 phút trôi qua. Trong đấu này thì vô danh tiểu tử đang cố gắng tiếp cận ngày 10, nhưng mà có vẻ như rất khó mà đỡ có thể chặt chém và trúng vào hướng đam của ngày 10. Đầu tiên qua nè mời, khăn cổ quá. Hai phút cuối cùng. Ở trong trận đấu này có vẻ như Khải để ý rằng là Thiếu Lâm đã có thể là tăng sang hướng đam một tí rồi nè mà. Lượng đam của Thiếu Lâm cảm giác chém vào ngày 10 khá là thốn rồi nè mà. Nhưng mà đỡ liệu trong trận đấu này liệu lượng đam sẽ ra sao. Thiếu Lâm trong chém ngày 10 trong trận đấu này khá là thốn. Chỉ còn 1 phút 20 giây. Thiếu Lâm đều chỉ vào tay rồi ạ. Trận đấu này rất khó. Rất khó dành cho Thiếu Lâm này mà. Để mà win thì thiệt sự anh em đây là một trận đấu không thể nào mà chúng ta có thể tính toán là những luồng đam của Thiếu Lâm sẽ win được. Không thể nào win được. Hello anh em mới vô nha, hello mọi người nha. Chúng ta còn vài chục giây cuối cùng. Chúng ta còn vài chục giây cuối cùng để cùng chờ đợi xem liệu trong trận đấu này, vài chục giây cuối cùng này thì liệu Thiếu Lâm có ăn đam hay không. Chúng ta vẫn đang mong chờ cái sự chiến thắng đến từ của Thiếu Lâm để chúng ta có thể diễn biến thêm trận thi đấu thứ tư và cũng có thể là trận thi đấu thứ năm. Ai, không có cơ hội nữa rồi anh em ạ. Không còn cơ hội nữa rồi. Trong đấu này thì chúng ta xin chúc mừng tiếp tục, đó là Ma Nhẫn Vô Tình đã win tiếp theo trong trận đấu này và đã chính thức lên ngôi quán quân và của giải đấu Võ Lâm Minh Chủ của cụm máy chủ Dược Sơn Ký Sử, trang chủ game võ công truyền kỳ .net nha anh em ơi. Nếu như anh em nào mà thích những cụm máy chủ ép đồ tím cũng như là kéo xe đồ tím bốn mặt như thế này thì có thể truy cập ngay vào trang chủ võ công truyền kỳ .net đã có thể truy cập cũng như là tải game và chơi ở cụm máy chủ kéo xe như thế này nè mọi người. Và ở cụm máy chủ này thì Hoàng Kim môn phái và đồ tím nha mọi người. Và trong tuần ra đấu này thì vô danh tiểu tử Thiếu Lâm bị dính cho mình 245k đam và bên ngày 10 chỉ bị cho mình 164k mà thôi. Đây cũng là một trận đấu khá là thành công dành cho ngày 10. Và không có gì hơn, xin chúc mừng Ma Nhẫn Vô Tình một lần nữa đã chính thức lên ngôi quán quân nha mọi người. Và người hạng 2 đó là vô danh tiểu tử nha mọi người ơi. Và xin chúc mừng hai cầu thủ của chúng ta đã hoàn thành cái giải đấu ngày hôm nay và xin chúc mừng tất cả anh em. Kính chúc anh em một buổi tối xem live vui vẻ. Ok, bây giờ chúng ta cùng trở lại với hoạt động mấy chủ của Khải đang tham gia anh em ơi. Và xin phép bye bye mọi người.